shut them down. Y'all thought we killed them with the last one? Remix. DB, DS Brothers, Slow Ride, Home Run, Big Boom, Look Out. Thì Chí muốn qua cái dự án này các bạn trẻ có thể
đồng góp sức vào để mà tạo lên một cái môi trường sống tốt đẹp hơn. Chị cũng vậy, cũng sẽ ráng, cũng sẽ tích cực bước tới và góp sức cùng mọi người. Vì chị tin rằng dự án PayGen sẽ là một cái dấu ấn công nghệ và sẽ giúp Việt Nam tiến xa hơn và xanh tươi hơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Johnny Chí Nguyễn rất là nhiều. Và tất cả những ai là fan hâm mộ của anh Chí Nguyễn cũng như hâm mộ công nghệ, các bạn đừng quên lên website hành trình không ngừng bước tới .com và bầu chọn cho anh Chí cũng như là cho dự án của anh Chí nha. Bầu chọn cho PayGen nha.